Xin chào các em, chúng ta sang bài một số ID là 178 Bài này thầy minh họa cho phần liên quan đến câu số 78 trong đề thì minh họa năm 2021 mà bộ dành cho các bạn sinh năm 2003 Ở bài toán này là bài toán rất cơ bản liên quan đến phần amin trộn amin với hydrobon Ở đây người ta cho các em dễ hơn một chút là cho các em sẵn này no mạch hở đó, no mạch hở tức là đặt vấn đề là chỉ là đơn chức hay là hai chức mà thôi An can có thể là ok rồi Ờ à, tất cả thông tin có hết rồi bây giờ thầy sẽ phân tích để các em hình dung như thế này nếu như nó là amin đơn chức đây đó nếu như nó là amin hai chức no thì nó như này và tất cả cái phần này đều có điểm chung đó là thầy cắt được nh ra ngoài phần còn lại là an can đó an can để các em chú ý đây ví dụ là đây ch 2 cần thêm hai hero nữa nhất mỗi thằng một hero vào đây thì kết quả còn lại NH còn lại ankan ankan này tách thành anken là CH2 và H2 đó như vậy từ cái tư duy này kết quả của thầy quy đổi hỗn hợp thành thứ nhất NH CH2 và H2 H2 ở đây của thầy bằng tổng số mol hỗn hợp là 0,09 Thế còn lại những thông tin còn lại thầy có như sau oxy có thông tin là 0,67 mol CO2 H2O và liter thì H2O của thầy là bằng 0,54. Quá dễ dàng để các em tìm ra được hai thông tin còn lại đất A và B đi. Các em có hệ phương trình để tìm ra A và B. Phương trình 1 là bảo toàn hiro. Thầy có là A trên 2 cộng B cộng 0,09 bằng 0,54. Phương trình số 2 là phương trình với hệ số oxy thì uh, NH cháy của thầy thì sẽ bằng H trên 4 tức là bằng A trên 4 1,5b cái này ok ngon rồi cộng với 1 phần 2 nhân với lại hiro 1 phần 2 nhân 0,09 bằng 0,67 đó rất dễ dàng các em tìm ra được a và b thì a các em tìm ra được bấm máy tính ra kết quả các em tìm a bằng 0,1 b bằng 0,4 a bằng 0,1 b bằng 0,4 như vậy kết quả thầy viết lại để các em nhìn nhận rõ hơn là nh của thầy là bằng 0,1 CH2 của thầy là bằng 0,4 và hiero là tổng số mol hỗn hợp là 0,09. Như vậy có thể kết luận được rằng là nếu như amin là đơn chức thì vô lý luôn. Vì nếu đơn chức thì đây thầy có là 0,1 mol mà khi đó tổng của thầy mới có 0,09, vậy suy ra sai. Vậy chắc chắn nó phải là hai chức rồi. RnH2 của thầy là hai chức. Thầy gọi là NH2 hai lần luôn là 0,05. Thế còn lại an can của thầy thì sao? Tổng là 0,09 thì an can của thầy còn lại là 0,04 vậy thỏa mãn yêu cầu của đề là số mol của x lớn hơn số mol của y rồi đến đây có thể chỉ việc biện luận thôi biện luận hoặc xếp hình cũng được thầy có là 0,05 nhân với c1 cộng 0,04 nhân với c2 thì bằng tổng c là 0,4 nghiệm thỏa mãn duy nhất ở đây thầy có c 1 của thầy sẽ là 4c và c của thầy sẽ là 5c như vậy chất ban đầu cần tìm là C4 H8 NH2 tất cả hai lần Số mol là 0,05 An căng của thầy ở đây là C5 H12 C5 H12 của thầy ở đây Số mol của thầy ở đây là bằng 0,04 mol Đó, à, Các em kiểm tra lại xem chuẩn chưa 0,2, 0,2 chuẩn luôn rồi Nhưng đề thi hỏi khối lượng của x có trong 14,6 gram Tức là khối lượng của thầy sẽ khác khối lượng ban đầu Xem nó khác như nào thì Sau khi các em tính được số mol rồi các em cộng vào Thì ở đây khi các em cộng vào kết quả của nó bằng là 7,28 gram Như vậy cái khối lượng của thầy ở đây chỉ đúng cho một lửa thôi Vì thế phải nhân đôi lên Vậy thầy có là gì? M của x trong 14,56 gram đó hỗn hợp sẽ bằng à, Các em nhân lên Thì kết quả là bằng 8,8 gram Và đáp án của thầy ở đây là đáp án C đó, tức là các em phải chú ý thầy nhân 2 lên thế là ok.